ở hà nội món ăn nổi tiếng nhất sau phở chính là bún đậu mắm tôm bởi thế mà nhiều bạn trẻ khi cuộc sống quá mệt mỏi gặp nhiều điều khó khăn thường nói câu này nếu cuộc sống tặng cho bạn một chén mắm tôm hãy mạnh dạn order thêm một suất bún đậu Được vui là vậy nhưng chưa bao giờ người ta nghĩ ẩm thực hà thành lại trở thành thứ để một số đối tượng đòi nợ ở sài thành ném vào nhà con nợ hậu quả không phải là mua thêm một suất bún đậu mà các đối tượng này bị công an triệu tập vì tạt mắm tôm vào nhà dân nếu có cuốn cầm nang 1.001 cách để đòi nợ chắc chắn đòi nợ bằng tạt mắm tôm sẽ là cách được nhắc đến đầu tiên bởi đã có rất nhiều vụ việc chủ nợ tạt mắm tôm vào nhà con nợ để khủng bố mục đích có thể là để con nợ dị ứng mùi mắm tôm đến mức phải trả nợ đó chỉ là câu chuyện vui nhưng hành vi tạt mắm tôm vào nhà dân là hành vi vi phạm pháp luật cần phải nghiêm trị. Theo thông tin ban đầu vào ngày 26 tháng 6, Huỳnh Quang Phú 22 tuổi, dù Huỳnh Minh Chí 21 tuổi cùng ngụ thành phố Thủ Đức đi tạt mắm tôm và giải tờ rơi khủng bố để đòi nợ. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6, Chí Trợ Phú đến trước một căn nhà trên đường Bình Long, đường Phú Thạnh, quận Tân Phú để tạt mắm tôm, ném tờ rơi có nội dung đòi nợ vào cửa hàng nhà ông HVC để đòi nợ. Lúc này, đội cảnh sát hình sự công an quận Tân Phú phối hợp với công an phường Phú Thạnh tuần tra thì phát hiện sự việc và đưa hai đối tượng về trụ sở để làm rõ. Bước đầu cả hai khai nhận là nhân viên thu hồi nợ của một ngân hàng thương mại cổ phần, trong đó Phú có giấy giới thiệu đóng dấu của chi nhánh ngân hàng này với chức vụ là chuyên viên xử lý các vấn đề tài chính. Liên quan đến vụ việc, ông C cho biết bản thân không hề biết việc con trai ông là HVT vay nợ của ngân hàng. Hiện nay Tây cũng không còn ở chung với gia đình. Tuy nhiên gia đình ông vẫn thường xuyên bị các đối tượng trên gọi điện, nhắn tin, giải tờ rơi khủng bố, đe dọa, yêu cầu gia đình ông phải trả nợ cho ngân hàng hiện công an quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra xử lý vụ việc. Câu chuyện về tiền bạc thì luôn nhạy cảm thưa quý vị, lúc cho vay tiền thì đon đả, lúc đòi tiền đến tạt mắm tôm. Hành vi của hai đối tượng trên là hành vi vi phạm pháp luật, dù có đòi nợ cũng không nên dùng những biện pháp cực đoan, vừa không đòi được tiền cho vay lại vừa dính vào vòng lao lý. <laughs>